một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng ngày 11 tháng 4 năm 2021. Tình hình dịch của nước Mỹ, giàu rằng có chích vaccine nhưng có gia tăng đôi chút. Người ta tin rằng có vaccine khi mà đã chích hết thì nước Mỹ sẽ được khống chế dịch. Nhưng hôm qua thì tiểu bang Georgia là tiểu bang thứ ba phải đóng cửa một nơi chích vaccine. Vaccine đó là vaccine Johnson and Johnson. Làm nhiều người cũng lo âu lắm thôi quý vị. Thưa quý vị, quý vị biết rằng là có 3 vaccine chính ở tại nước Mỹ bây giờ. Vaccine Pfizer thì phải chích hai mũi và liều thuốc của Pfizer là phải bỏ trong tủ đông âm um 40 mấy độ, 70 độ. Cho nên cũng rất là phức tạp nhưng Pfizer đó khi chích được rồi đó cả hai mũi fully vaccinated thì rất tốt có hiệu quả vaccine Moderna đó thì chỉ cần bỏ trong tủ đông âm mấy độ là được rồi cũng phải chích hai mũi thì cũng rất tốt biến ứng của hai vaccine này á, con số rất là thấp thưa quý vị nhiều khi uh, chỉ có một 2 phần trăm thôi nhưng trên con số tổng số cả hàng mấy trăm triệu thì đương nhiên nó phải là mấy ngàn người mấy chục ngàn người chuyện bình thường chuyện bình thường còn vaccine thứ ba là vaccine Johnson Johnson thì rất là thuận lợi chỉ cần chích có một mũi chích có một mũi và vaccine được chứa trong tủ lạnh thường là được rồi nên nhiều người thích cái vaccine Johnson Johnson chỉ chích có một lần thôi. Nhưng mà hôm qua thì tiểu bang Georgia là tiểu bang thứ ba phải đóng cửa cái chỗ chích vaccine có liên quan đến vaccine Johnson Johnson. Vì Johnson Johnson có biến ứng. Nhiều người chịu không nổi. Có cơ thể của nhiều người thì họ chịu được Pfizer hoặc Moderna nhưng họ không chịu được Johnson, and Johnson Johnson and Johnson Johnson nó lúc đầu được uh, chế tạo là để mục tiêu là đối với các quốc gia ở châu Phi mà nóng nên có thể là những cái cơ thể ở dưới đó, đó họ bị phản ứng ít hơn vì cái khí hậu còn uh, ở nước Mỹ trước đây nào là North Carolina đã phải đóng rồi uh, những tiểu bang khác đã đóng thì bây giờ là tiểu bang Georgia thứ, là tiểu bang thứ ba đã đóng cửa là tại vì đó khi đang chích đó, đang chích nửa đường thôi thì có một số người bị biến ứng mà Mỹ thì họ rất là cẩn thận chỉ cần một hoặc hai người biến ứng cái là họ đóng cửa liền họ đóng cửa họ đóng cửa là vì họ e ngại cái chuyện có chuyện gì thì thì họ chịu trách nhiệm Mỹ là như vậy kiện tụng không à kiện nên là họ đóng cửa trước đây là 18 người ở North Carolina đó đã được báo rằng là có biến ứng rồi tiểu bang Colorado đó thì cũng có 11 người báo có biến ứng thấy rằng là từ nhức đầu cho đến ói mửa vân vân và xỉu thì chỉ cần thấy từng đó thôi là nước Mỹ họ hoảng thôi các vị bây giờ tiểu bang Georgia là tiểu bang thứ ba thứ nhất là North Carolina thứ hai là Colorado thứ ba là Georgia ở Colorado thì như tôi nói là có 11 người và ở North Carolina là có 18 người Georgia hôm qua không biết là bao nhiêu người chắc khoảng chừng mới có vài 10 người đâu đó, đó thì họ đóng cửa liền à, họ đóng cửa liền thì ông bác sĩ David Agus là cái người mà điều hành cái vấn đề mà chích vaccine này á, báo cho đài CBS News nói rằng là cái vaccine này nó nó có cái khả năng là như thế nào đó nó gây ra những cái biến ứng mà chúng tôi mới giờ mới được biết cho nên chúng tôi phải đóng cửa để thấy có những cái biến ứng đó là họ đóng cửa thưa quý vị những cái biến ứng đó họ đóng cửa nhưng phải nói là nước Mỹ Mỹ này mạnh thiệt vaccine như là Pfizer và Moderna bây giờ là đầy đủ nhưng mà họ nghĩ rằng là Johnson and Johnson cho lẹ cái một mũi thôi và Johnson and Johnson có hiệu quả chứ không phải không có thì những người họ lo ô nói rằng là như vậy thì nước Mỹ có chích ngừa kịp và để mà chặn đứng dịch hay không thì ông bác sĩ hồi nãy ông tôi nói là ông, ông bác sĩ Eros ông là cái người điều hợp cái vấn đề mà chích ngừa đó ông nói là chứ đừng lo đừng có đừng có e ngại quá nước Mỹ đừng e ngại có chỉ có một vài người biến ứng thôi tính ra như vậy là con số rất là nhỏ 11, 18 là 29 cộng với cho cho hôm qua khoảng chừng 10 người nó là 39 người trên cả bao nhiêu triệu người thì có gì mà lo dữ vậy Don't panic Ông nói đừng có panic, don't panic Không. Ông nói là the current vaccines that are out there in the public work against all of the variants Ông nói là chứ cái ba cái vaccine vợ ở ngoài đó đó thì hiện giờ đó là ở ngoài công chúng đó là nó có hiệu quả đối với tất cả những cái biến thể của con Covid luôn. Pfizer, Moderna và luôn cả Johnson Johnson rất tốt. Chứ không phải giống như là những cái gì khác tôi không biết như là AstraZeneca thì ở dưới Nam Phi nó là không được. Chứ còn mà ông bác sĩ August nó bảo là chứ nó tốt. Ba cái vaccine này nó tốt lắm. Rồi ông nói tiếp luôn nè. Đây là cái kết luận của ông mà nhiều người Mỹ cần muốn nghe, ông nói tiếp. Science is overcoming here. And that's why I think that by June we are going to overcome this virus in the United States and get to a new normal here. Ông bác sĩ Egus ông nói như thế. Tức là khoa học đã thắng thế ở đây. Và tôi nghĩ rằng là khoảng vào tháng 6 thôi tức là khoảng 2 tháng nữa chúng ta sẽ thắng con virus này ở tại nước Mỹ và chúng ta sẽ trở lại bình thường ở nơi đây thưa quý vị đó là nhận định của ông bác sĩ Egus là cái người điều hợp vấn đề mà chích ngừa như vậy đó giàu rằng có trục trặc về vấn đề vaccine bị biến ứng một số chỗ như ở tại Georgia hoặc là ở tại North Carolina và ở tại Colorado Nhưng con số đó rất nhỏ Tính ra chỉ có mấy chục người trên bao nhiêu triệu người Thì ông bác sĩ August nói rằng là đừng có mà hoảng sợ Nước Mỹ đừng có hoảng sợ và khoa học đang thắng thế Để rồi trong tháng 6 nước Mỹ sẽ trở lại bình thường Đó cũng là một tin vui Lúc đầu là ông bác sĩ August nói là nó có side effects là thấy hơi sợ Nhưng mà đó là tính cẩn thận của người Mỹ chuyện gì là họ đóng cửa họ nghiên cứu lại. Và quả quyết tháng 6, nước Mỹ theo bác sĩ Egos sẽ trở lại bình thường. Đó là góc nhìn và là thông tin của tôi gửi đến tất cả quý khán thính giả. Xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.